nỗi ám ảnh của bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Đau nhức vùng thắt lưng hông, cơn đau lan xuống vùng hông và dọc xuống cẳng chân. Đau, tê bì bàn chân, các ngón chân. Khó đứng lên, khó ngồi xuống, nằm khó trở mình. Hãy chữa ngay càng sớm càng có hiệu quả. Nếu để lâu, nguy cơ bị mổ càng cao, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như teo cơ, bại liệt, tàn phế vĩnh viễn. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Đỗ Minh Đường sẽ đập tan cơn đau nhức do thoát vị đĩa đệm, giúp bạn thoải mái vận động trở lại nhờ bài thuốc nam gia truyền cùng phác đồ điều trị đặc biệt. Cụ thể, bệnh nhân sử dụng cao đặc trị thoát vị đĩa đệm pha với nước ấm uống hàng ngày. Trong quá trình uống thuốc, bệnh nhân kết hợp phương pháp châm cứu, bấm huyệt và các bài tập thể dục tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp rút ngắn quá trình điều trị. Nhà thuốc Đỗ Minh Đường cam kết điều trị hiệu quả bệnh thoát vị đĩa đệm, tăng cường sức khỏe hệ cơ xương khớp, giúp người bệnh khỏe mạnh, không biến chứng, không tác dụng phụ, ngăn ngừa tối đa khả năng bệnh có thể tái phát. Để tìm hiểu kỹ hơn về cách điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm hiệu quả, hãy để lại số điện thoại, comment hoặc inbox cho bác sĩ để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.